Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Free Fire em nha. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký phiên bản Free Fire Max Global Beta 3.0 cũng như điểm qua một vài cái tin tức sự kiện mới nha. Để tham dự đăng ký cái phiên bản Free Fire Max, anh em ấn vào đây cho mình nha, chỗ phần thông báo này. Phiên bản Global Beta này thì trước là anh em đã vào group chính thức của Free Fire Max nha, đã công bố nha. Còn anh em sẽ ấn vào chỗ mở đăng ký Free Fire Max FF CB 3.0 mà anh em chỗ tôi tới luôn cho mình à. Đấy, anh em có thể vào đây và anh em xem cái thông báo của nó nha. Hiện tại ở đây thì nó sẽ còn 17 ngày 11 tiếng 26 phút để cho anh em đăng ký lúc mà mình làm cái clip này nha. Đấy. Server Việt Nam nha. Thời gian diễn ra của Global Beta này, ngày 5 tháng 8 này là sẽ mở đăng ký cho anh em này. Kết quả danh sách đầu tiên là sẽ công bố vào ngày 11 tháng 8. Đấy, rồi Global Beta sẽ mở vào ngày 12 tháng 8 nha. Nếu cái đợt trước anh em mà chưa đăng ký được thành công thì đến ngày 25 tháng 8 thì anh em sẽ được đăng ký tiếp. Còn ngày 1 tháng 9 là sẽ kết thúc trải nghiệm Global Beta nha. Đợt 25 tháng 8 này để vứt phát anh em nào vòng đợt trước thì không đăng ký được anh em nha, thì nó sẽ cho anh em còn mấy ngày nữa đăng ký thành công ngày 25 tháng 8 để anh em có thể trải nghiệm. Cách tham gia Global Beta anh em nha, ấn vào đăng ký ngay lập tức này, sau anh em điền thông tin máy cũng như thông tin cái thiết bị mà mình đang chơi nha. Đây anh em có thể xem một số cái giải đáp thắc mắc của nhà phát hành. Free Fire Max là gì? Trả lời, Free Fire Max là một trò chơi tương tự như Free Fire nhưng trải nghiệm tuyệt nhất. Free Fire Max là một ứng dụng độc lập được thiết kế độc quyền để mang trải nghiệm chơi game tuyệt nhất trong cùng một cài đặt như Free Fire. Free Fire Max Global Beta là gì? Đây là phiên bản dùng thử của Free Fire Max dành riêng cho một vài người chơi được chọn. Thời gian diễn ra Global Beta kéo dài bao lâu? Đây, nó sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2020 nha. Nền tảng nào hỗ trợ Free Fire Max? Free Fire Max sẽ xuất hiện trong cả hệ điều hành Android và iOS. Rất nhiều câu hỏi anh em mắc có thể kéo xuống dưới này để giải đáp nha. Tài khoản của bạn sẽ không bị xóa này. Bạn có thể sử dụng tài khoản Free Fire hiện tại của mình để đăng nhập vào Free Fire Max nha. Cả quá trình chơi của bạn sẽ được đồng bộ trên hai ứng dụng này. Tôi có thể chơi Free Fire Max với bạn bè như trong Free Fire không? Có nhỉ. Công nghệ filing là gì? Công nghệ filing là công nghệ độc quyền của Free Fire cho phép người sử dụng công nghệ dùng cùng một tài khoản để chơi Free Fire Max và Free Fire. Một cái là lửa chùa tối đa, một cái là lửa chùa bình thường em ạ. Đấy, để đăng ký này anh em ở đây không nhìn thấy link đăng ký thì anh em có thể ấn vào cái phần mũi tên này nha. Và anh em đăng nhập vào anh em ở đó phần mũi tên này cho mình, nó sẽ hiện ra một cái trình duyệt này. Anh em đăng ký này, anh em sẽ điền đầy đủ đơn vào đây, đơn đăng ký Global Beta này. Anh em sẽ chọn ở Android này, vui lòng gửi email đăng ký trong Google Play. Bạn đã từng chơi Free Fire chưa? Có này, em đưa hết thông tin ở nhà. Đã điện thoại của bạn dùng là gì? Đây mình chọn là Samsung. Điện thoại của bạn là toàn điện thoại xịn vậy, mình dùng điện thoại cùi thôi. Đâu là CTAP S2 của mình đâu rồi? What?
đơn của bạn đã được nhận, đã đăng ký thành công. Đấy anh em ạ, anh em có thể nếu anh em vào điện thoại mà không thấy cái trang đăng nhập ngay đấy thì anh em có thể đánh theo cái địa chỉ này c.cbt.ffmart.gala.com này, anh có thể vào trình duyệt web để anh em đăng ký nha. Rất dễ, rất đơn giản. Anh em có thể dùng nhiều tài khoản đăng ký, nhiều mail đăng ký để tăng cái phần trăm xác suất cơ hội mình được trải nghiệm cái tựa game phiên bản mới của Free Fire này, lửa chùa tối đa. Còn đây chúng ta sẽ điểm qua một vài tin tức sự kiện mới trong game nha. Đầu tiên là cái sự kiện quay thay đổi số phận này anh em này. Thể lệ là sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 8 cho đến ngày 13 tháng 8. Bạn sẽ nhận được một mức giá giảm giá ngẫu nhiên và danh sách vật phẩm ngẫu nhiên khi tham gia sự kiện. Bạn có thể chọn hoặc thay đổi mức giá khi cảm thấy đúng ý. Lượt thay đổi đầu tiên hoàn toàn miễn phí, bạn có thể lựa chọn thay đổi danh sách vật phẩm. Lượt thay đổi đầu tiên cũng hoàn toàn miễn phí, bạn có thể mua tối đa 3 vật phẩm mỗi lượt. Sau khi mua thành công, mức giá và danh sách vật phẩm sẽ tự động làm mới, bạn không thể tiếp tục mua sắm sau khi hết lượt làm mới và số vật phẩm còn lại. Nhưng ở đây mình thấy toàn đồ cùi các bạn. Toàn đồ cùi thôi. Mình thì mình không chơi. Đến cái tin tức tiếp theo mà mình muốn chia sẻ cho anh em là anh em hiện tại có thể nhận được cái ngai vàng này anh em ạ. Đặc biệt nha. Sở hữu ngay trong ngày từ ngày 8 8 đến ngày 14 8 này với giá chỉ 200 kim cương thôi nha. Rất ngon. Bóng ma trở lại này anh em này. Cái sự kiện bóng ma trở lại này. Cái dương này của nó này. Em có thể vào mua ngay ra sang ngay vàng này. Đang hiện tại đang bán với giá 200 kim cương thôi nha. Hiện tại thì game cũng có một vài cái sự kiện nạp thẻ bất kỳ để nhận hành động. Nên anh em có thể nạp một kim cương bất kỳ, nhận một cái hành động này, nhảy với cún khá là ngon. Nạp một kim cương trở lên là anh em cũng có thể nhận được cái hành động này nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ điểm qua cái một số cái vòng quay may mắn ở đây xem có những cái gì. Có vòng quay huyền thoại. Mà những cái vòng quay này thì vẫn là những sự kiện cũ thôi. Đáng chú ý là trong clip này là mình đã chia sẻ cách anh em thăng đăng ký và chơi anh em thử, cố gắng đăng ký để chơi thử cái phiên bản Free Fire Max này nha. Và anh em đừng quên là cài view này cũng như tối hôm nay 15 giờ. Chiều tối hôm nay chúng ta sẽ chính thức được xem trận chung kết của đấu trường sinh tồn Free Fire nha. Anh em cố gắng xem và cày view, cày lượt xem cùng lúc để anh em có thể nhận được những gift code xịn sò giá trị. Ngoài ra đây cũng có các cuộc thi thiết kế trang phục này anh em. Nhưng mình nghĩ cái này không phải ai cũng làm được anh em ạ. Nên là cái sự kiện này mình cũng không thể điểm đến qua cho anh em nha. Những sự kiện này là những sự kiện cũ rồi, cũng sắp kết thúc rồi. Tranh thẻ giật quà, trang phục bóng đá này. Anh em bị dự đoán kết quả của đấu trường sinh tồn chưa? Đoán chuẩn nhận quà. 17 giờ chiều tối nay nha anh em nha. 8 tháng 8 năm 2020 trực tiếp tại Facebook cũng như kênh Arena Free Fire YouTube nha. Anh em cố gắng theo dõi và mời các bạn bè của mình đến xem, càng đông thì chúng ta sẽ cơ hội nhận được các lượt mà rút gift code càng nhiều, sẽ càng nhiều anh em có cơ hội nhận được thẻ, nhiều anh em nhận được gift code ngon. Còn cái sự kiện là làm chủ vận mệnh săn sale đúng ý này anh em, đó chính là cái thay đổi số mệnh ấy, thì theo mình là mình không chơi anh em ạ. Vì mấy cái đồ này nó xấu,
không thích nha. Thôi clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Nếu như là fan của game Free Fire cũng như yêu thích Free Fire Max thì có thể để like đăng ký kênh cho mình nha, và đừng quên ấn vào chuông thông báo cũng như lúc đăng ký kênh nếu anh em là người đầu tiên đến kênh của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.